Nguyên Vũ và Quế Chân xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với đêm thi thứ 9 của Sao Nối Ngôi. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với Chess Studio thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và trước khi bước vào đêm thi thứ 9, mời quý vị hãy cùng theo dõi thí sinh nào đã được bình chọn nhiều nhất trong tuần vừa qua và vị khán giả nào may mắn nhận được phần thưởng từ chương trình. Xin chúc mừng Hoàng Hải là thí sinh được khán giả yêu thích nhất trong tuần qua. Xin chúc mừng khán giả may mắn được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Hãy nhanh tay truy cập Zalo tìm kiếm Sao Nối Ngôi và bình chọn cho thí sinh mình yêu thích. Mỗi tuần chương trình sẽ có một giải thưởng 5 triệu đồng dành tặng khán giả may mắn. Thưa quý vị, qua suốt các mùa Sao Nối Ngôi, các thí sinh không chỉ mang đến những màn trình diễn thật hấp dẫn, mà qua các tiết mục dự thi còn góp phần tôn vinh văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và cổ vũ cho những giá trị tinh hoa của người Việt Nam. Lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước cũng như bề dày văn hóa của đất nước qua suốt nhiều thiên niên kỷ. Và đêm thi ngày hôm nay với chủ đề âm vang lịch sử, chúng ta sẽ lại cùng nhau theo bước các bậc tiền nhân xây đắp sơn hà, cùng theo chân những người chiến sĩ bảo vệ tổ quốc. Chúng ta đang hưởng ứng ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ. Sao Nối Ngôi hy vọng những tiết mục của đêm thi ngày hôm nay sẽ là những lời tri ân chân thành nhất gửi tới những người anh hùng của đất nước. Và trước khi đến với những màn trình diễn đêm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo nghệ sĩ nhân dân, tiến sĩ nghệ thuật học cải lương Chi Bảo, Bạch Tuyết và giám khảo danh ca Thái Châu. Vị giám khảo khách mời ngày hôm nay là một nghệ sĩ nổi tiếng, giọng ca vàng của sân khấu cải lương. Chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Xin được trân trọng kính mời ban giám khảo tiến đến vị trí của mình để chương trình được phép bắt đầu. Xin cảm ơn. Và chúng ta cùng chào đón 100 khán giả tại trường quay. Mỗi khán giả tham gia bình chọn được tính 0,1 điểm. 100 khán giả là 10, tương đương một giám khảo chính. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta cùng đến với những màn tranh tài thật hấp dẫn trong chủ đề âm vang lịch sử. Mỗi tiết mục được trình diễn hôm nay sẽ là một dấu mốc, một chặng đường và là những khoảnh khắc thật khó quên của lịch sử đất nước chúng ta. Đây là đêm thi có lẽ là rất khó đối với các thí sinh bởi vì chủ đề thật là nặng ký. Mà bên cạnh đó, chúng ta còn phải tạm chia tay với một thí sinh. Và mở màn cho đêm thi ngày hôm nay với một tiết mục mà Nguyên Vũ tin rằng khi giai điệu và lời ca vang lên, chúng ta không chỉ dậy lên niềm tự hào về 4.000 năm lịch sử mà còn rưng rưng xúc động khi nhớ về những tiền nhân, tới những người đã đổ xương máu cho chúng ta có cuộc sống ngày hôm nay. Mời quý vị cùng chào đón phần dự thi của Triệu Lộc. Đất nước tôi, đã
chăn bão giông, chiều ngăn nắng lửa. Lao sao chưa hè một dòng cá dao, lao sao chưa hè một dòng cá dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Suốt đời lam lũ thương lũy che làng bãi dâu bên nước, yêu trọn tình đời muối mặn gừng cay. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Mấy mùa không ngủ ngăn bước quân thù phía nam phía bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con.
Xin được cảm ơn Vũ đoàn Chuông Gió, và đặc biệt xin được cảm ơn nghệ sĩ Huyền Thanh là mẹ của Triệu Lộc. Chúng ta vừa mới thưởng thức một cái bản tình ca mà cũng là một cái bản hùng ca. Và chúng ta nhớ lại từ cái thuở ông cha đi mở nước là sự hy sinh của cả một dân tộc. Mà ở đó cái người mẹ Việt Nam bao giờ cũng chịu thiệt thòi. Cái bài hát của con khiến cho người xem cảm nhận được cái điều, cái tình gia đình, cái tình mẹ con, và cao cả nhất là sự hy sinh của người mẹ mới là giá trị thật của cuộc đời. Rất là cảm ơn con. Thường là những cái bài hát mà nói về quê hương dễ làm cho người ta cảm xúc lâng lâng. À, hai cái bài hát này trước đây thì tôi cũng rất là thích. Thì hôm nay tôi thấy Triệu Lộc hát cũng rất là đạt. Diễn cũng tốt. Tôi có lời khen cái sự dàn dựng này, nói lên cái tinh thần anh hùng của dân tộc Việt Nam. Em hát thì rất tốt, nhưng mà có một cái, tôi xin một chia sẻ một cái chỗ này. Em nên làm việc với người hòa âm á, cho cái tiết tấu nó chậm rãi để em tư sự. Thì em hát cái lời rất là đẹp, và cái tâm sự mình sẽ lột tả lên hết. Cái này thì cái tiết tấu nó dồn nhanh quá, mình đã cái lời nó nhiều mà. Đất nước tôi là không có cái điểm nhấn cho khán giả thấy cái cao trào đó. Với lại cái nhạc nền mà từ ở cái chỗ mà con gục ngã, nó liên kết qua người mẹ thấy con mình gục ngã như thế, đau khổ như, cái nhạc nền nó yếu quá, cái nhạc nền phải đẹp hơn chút nữa. Nghe cái tiếng nhạc nền đó người ta cảm xúc được một đứa con gục ngã như thế, bà mẹ đau khổ như thế nào. Chứ hy sinh là em phải diễn cho nó mạnh thêm một chút xíu nữa. Cái này chỉ góp ý nhỏ thôi, chứ còn cái tổng thể thì riêng tôi thấy thì nó rất là tốt. Xin cảm ơn tiết mục của em. Xin được mời số điểm của danh ca Thái Châu, 9,75. Nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết, 9,75. Số điểm của giám khảo Thanh Kim Huệ chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Triệu Lộc. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Triệu Lộc là 9,7. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, ở sau nắng ngôi, mỗi đêm thi lịch sử như đưa khán giả trở ngược về thời gian và thấy trước mắt chúng ta những nhân vật lịch sử đang hiện diện đầy sống động. Với chủ đề lịch sử thì sân khấu nghệ thuật truyền thống luôn có sẵn những hình tượng, các nhân vật đã trở thành kinh điển mà thí sinh nào cũng mong muốn có cơ hội được thử mình. Với nghệ sĩ trẻ sau đây, anh sẽ chọn tái hiện nhân vật lịch sử nào hay kể một câu chuyện lịch sử ra sao? Chúng ta cùng theo dõi phần thi của thí sinh Hoàng Hải. Xóm làng dần đây sơ xác điêu tàn, bà con bỏ làng bỏ xứ đi hết rồi. Trời đêm nay sao lặng lẽ quá, gió ơi gió. Gió ơi, sao không về đây ru tre xào xạc như mấy ngàn năm qua. Ru em đều nhạc như mẹ hiền ru con. Tre xanh, tre nở nụ cười. Đã bao năm tre bán đất giữ làng, mà vì sao sầu đừng lặng bên sông. Người cùng tre như tình ruột thịt, người đau lòng tre cùng xót xa. Máy chém
mái chém. Chúng nó đã lê mái chém khắp quê hương mình. Biết bao nhiêu người đã bị chúng chặt đầu. Giờ tới lượt Hằng Năm. Đừng, đừng, giật lại đi. Năm ơi, Năm ơi, cô đâu rồi? Năm, Năm ơi, cô đâu rồi? Năm ơi. Trời ơi bảo tớ trong xuân nơi đây, con tôi mắt đỏ tuôn đầy, theo lúc mình xác đốt thà trôi sông. Năm, Năm ơi, trước lúc ra đi thằng Năm hy sinh. Lòng quốc nghẹn như ngàn mũi dao đâm thấu tim, cho rớm máu đào đào xót nghẹn ngào. Trời đêm giông tố lòng già càng thêm tê tái, cho nỗi bi ai dò xe cao tràn. Nhìn quê hương đang đổ nát điêu tàn, trong tim hồng sục sôi lòng quyết hận. Mm-hmm.
ngã xuống của các bậc tiền nhân đánh đuổi ở quân thù. Mảnh đất này có 4.000 năm lịch sử, luôn hãnh diện với truyền thống trong ngoại xâm. Kẻ thù kia đang ngày đêm xâm lấn. Con rất là may mắn. May mắn thứ nhất là con ghi tên để mà có mặt trong cái chương trình Sao Nối Ngôi. Cái may mắn thứ hai đó là có đạo diễn Hữu Quốc. Cô muốn nói với con rằng hãy biết ơn tất cả những cái gì mà con nhận được, cùng với lại cái tình yêu nồng nhiệt của con dành cho nghệ thuật cải lương. Và để đáp đền ơn của ba mẹ con, cô rất hy vọng rằng sau này, sau cái Sao Nối Ngôi, con sẽ là một diễn viên nổi tiếng và được khán giả yêu mến, và con ở lại với nghề này được lâu. Chúc mừng con. Hèn chi có bàn tay của đạo diễn Hữu Quốc cho nên là bữa nay nó bớt ồn ào ấy chứ. Quá là hay. Đúng là một cái vai diễn đó mà đóng diễn như thế này rất là khó, không làm cho người ta bị lơ đãng hoặc là nhàm chán hoặc là nguôi một cái chỗ nào. Hôm nay con diễn cái vai này và làm đúng như cái ý của đạo diễn Hữu Quốc, rất là tuyệt vời. Chú rất là ngạc nhiên luôn. Chú thấy con trưởng thành thêm nữa. Yeah. Và chú cảm thấy là hài lòng. Dạ, yeah, cảm ơn chú. Tôi thấy cái vở này dàn dựng rất là hay, rất là tốt. Dùng những cái cây tre để mà làm cái bối cảnh, để làm đền cho diễn viên. Tôi trước đây cũng có xem một hai cái em đã biểu diễn thì tôi thấy là em có nghề đó. Thì tôi thấy cái kịch bản này hôm nay nó rất hay. Mà Hoàng Hải diễn thì cũng tốt. Tôi có lời khen em. Chúc mừng em. Xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời. Xin được mời danh ca Thái Châu. Mời đẹp. Và chúng tôi xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Còn bây giờ là thời gian dành cho khán giả tại trường quay bình chọn cho Hoàng Hải. Thưa quý vị, điểm số của khán giả tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,7 điểm. Chúc mừng! Thưa quý vị, trong suốt hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đã có biết bao lớp người hy sinh để giữ cho non sông ta trọn vẹn một dải từng tấc đất cha ông được giữ gìn. Họ đã đi vào thơ, ca, nhạc, họa, trở thành hình tượng bất hủ. Và mỗi khi nghe lại một bài ca, xem lại một vở diễn hay đọc lại những câu chuyện lịch sử về sự hy sinh cao cả ấy, chúng ta lại trào lên một niềm xúc động sâu xa. Những tác phẩm nghệ thuật ấy đã đưa chúng ta sống lại những thời khắc dữ dội mà thiêng liêng của lịch sử. Sau đây, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện với tất cả nét bi tráng mà lịch sử không bao giờ quên. Đó là một trong rất nhiều câu chuyện đã đi vào nghệ thuật và hôm nay sẽ thể hiện sống động trên sân khấu này. Chúng ta cùng đến với phần thi của thí sinh Tống Hạo Nhiên. Trời ơi ba, ba để cái này giữa sân rồi sao con vô nhà? Đã có chỉ thị, trận này đánh lớn lắm, tôi đang làm vũ khí cho anh em. Trời ơi, ba đem mấy này về nhà hoài má thấy má la chết á. Sao cô cứ kêu tôi bằng ba hoài vậy? Trời ơi, đây ba bốn gì tôi không biết nữa. Đi đi đi, đi giùm tôi nha. Ba, đi chơi. Ê, trời ơi. Trời ơi trời, cô mày, ba cái đồ lũ đạn này mà cô đụng vô là lỗi này nổ banh xác sao cô? Cô làm ơn cô đừng có đụng vô giùm tôi đi. Trời ơi, cứ hở hở cái cô đụng vô đồ của tôi, mấy lỡ nó nổ cái bùm một cái,
ai chịu trách nhiệm? Ba. Ba. Trời ơi, cô Mai Giao Liên ơi, tôi lại cô luôn á. Cô làm ơn tha cho tôi, cô đừng có phá tôi nữa. Ba, con không phải là cô Mai Giao Liên, con là con của ba Mén nè. Mén? Ừ, đúng rồi, trời ơi, con Mén, con Mén. Con nè, ba nhớ con rồi hả? 5 tháng tuổi rồi, vợ tôi mới biên thư lên, 5 tháng tuổi. Trời ơi, tôi nói, tôi đặt tên đó, con Mén, con gái nha cô. Tôi nói đợt này xong á, tôi xin đơn vị về, tôi thăm vợ thăm con tôi. Ba ở nhà canh nhà nha. Chừng nào cô giáo tới ba nhớ kêu con á, con vô nấu cơm đúng không má về má la. Mén à Mén, Mén ơi, con có nhà không Mén? Đợi tới, anh Mén em ơi. Đợi tới anh em ơi. Mén dạ. Ơi. Đợi ủa? Dạ, đợi tới. Ủa cái gì vậy con? Cái gì vậy? Đợi tới. Cái gì vậy Mén? Dạ, ai vậy? Ba con. Hả, ba con hả? Cô giả chết giùm con đi. Giả chết sao, cô đâu có biết. Trời ơi. Cô làm giống con vậy nè. Địch tới. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi anh em ơi. Ôi, địch chết rồi. Trời ơi mừng quá, địch chết rồi. Hay quá. Ba. Ông Mai Giao Liên, địch chết rồi. Không phải địch. Hả? Cô giáo con. Cô giáo hả? Cô giáo con. Cô giáo của con. Ôi trời ơi, đúng rồi cô giáo. Trời ơi cô giáo ơi. Mừng quá cô giáo ơi. Lại đây cô giáo. Trời ơi anh em đợi cô quá trời luôn. Đó, bây giờ đợi tôi xíu nha. Anh Minh. Anh đó. Anh là anh Minh. Anh nhớ tôi hả? Cô... Tôi là Thúy nè. Thúy. Ở đoàn văn công. Thúy. Thúy ở đoàn văn công. Thúy nào? Trời ơi, tụi mình gặp nhau ở chiến trường. Tôi là bạn gái của anh Nam. Nam. Đúng rồi. Nam. Dạ. Đơn vị tôi nhiều Nam lắm. Thằng Nam Bạc Liêu. Nam Bạc Liêu. Ờ đó, anh... còn nha. Có cái đàn guitar thùng. Anh Nam bây giờ ở đâu rồi anh? Sao giải phóng em đi tìm mọi người nhưng mà không có tin tức gì hết. Anh ơi, anh Nam khỏe không anh? Anh Nam khỏe không? Anh em trong đơn vị anh khỏe không anh? Tôi nhớ bữa đó nó xin tôi quản hành quân, mà tôi nói được, trận đánh này lớn lắm, chúng ta phải đi hành quân, tại vì nó tính đi cầu hôn cô Thúy. Cô Thúy đoàn văn công á, nó đi cầu hôn mà tôi không có cho. Tôi nói không cho. Cô Thúy ơi. Anh Minh ơi. Cô Thúy ơi, tôi xin lỗi, tôi không cho. Anh Minh, anh bình tĩnh lại. Tại vì tôi phải đi chiến đấu. Nhưng mà không ngờ anh em ơi, máy bay tới anh em ơi. Nằm xuống đi. Ai có nhiệm vụ cùng tôi chiến đấu, ai không có nhiệm vụ xuống hầm chuẩn bị chiến đấu anh em ơi. Chuẩn bị chiến đấu bớt cho anh em ơi. Cô Mai ơi, địch nó đi rồi. Nam ơi, Nam còi, địch nó đi rồi. Tất nhiên đi Nam còi. Nam.
Nam ơi, tỉnh dậy đi Nam. Nam, mày còn lấy vợ nữa Nam. Nam, Nam ơi Nam, tại sao mày đỡ nạn người ta? Anh Minh, anh cố gắng tỉnh táo lại đi. Chiến tranh qua rồi, anh còn vợ, còn con anh nữa. Em nghĩ là dù đã hy sinh, nhưng ở một nơi xa xôi nào đó, anh Nam cũng không có oán trách gì anh đâu. Dù tôi có quên hết tất cả, nhưng tôi không bao giờ quên được đồng đội của mình. Không bao giờ quên được những chiến sĩ của mình. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên, tháng ngày vẫn vả. Bài ca tôi không quên, tôi không quên, mòn hành quân hối hả, làm bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya. Có một bài ca không bao giờ quên, là mẹ dõi mắt con bạc tóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên, là rừng lạnh sương đêm trăng xuân. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã. Bài ca tôi không quên, tôi không quên, gửi trọn đời cho tất cả, là đồng đội tôi súng giữ biên cương. Nhưng giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên? Có giây phút bình yên, sao tôi quên? Sao tôi quên? Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời. Tôi không thể nào quên, tôi không thể nào quên, tôi không thể nào quên. Tuyệt vời. Con đã diễn như là không có diễn. Và cô cũng rất ngạc nhiên. Và đây là lần đầu tiên mà phát hiện cái khả năng diễn của Tống Hậu Nhiên. Chắc có lẽ là cũng nên ha, là phải cảm ơn cái chương trình. Nhờ cái chương trình này mà phát hiện ra một cái nhân vật trẻ mà rất là tài hoa. Đối với cô thì cái tiết mục vừa rồi của con là rất tuyệt vời. Cảm ơn con.
Diễn rất là hay. Không ngờ con diễn cái vai này rất là hợp, rất tự nhiên luôn. Con diễn rất là đạt. Nhưng mà tới cái đoạn hát đó, phải hát cho thấy nó mượt mà, nó tình cảm, nó da diết hơn nữa. Con thấy cái lời của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, cái lời hay lắm. Con thấy chưa? Có lúc cao trào, có lúc vuốt ve, có lúc rất là thâm thúy. Thành ra là cái đoạn mà con hát đấy chưa có thấm lắm. Cố gắng làm sao mà mình diễn cái đoạn đầu nó tuyệt vời như thế rồi, hát mà thiếu đi cái cảm xúc thì nó uổng nha. Để chú góp ý như thế. Cảm ơn con. Tôi thấy đây là một cái kịch bản rất là hay, mà cái dàn dựng nó cũng dễ thương lắm. Tóc Hồng Nhiên vào cái vai này thì tôi thấy là diễn xuất rất là tốt. Bởi vì thật ra cái vai này cũng khó. Khi mình diễn, một diễn viên mà diễn một cái vai giống như nửa tỉnh nửa điên, nửa tỉnh nửa điên như vậy rất là khó. Nhưng mà thấy em diễn thì nó cũng tròn. Nhưng mà cái cặp mắt em nên có thần thêm chút xíu nữa. Bởi vì khi người điên á, khi ta tỉnh thì cặp mắt ta khác, mà khi người ta mất trí thì cặp mắt nó khác. Nên chú ý điều đó. Chỉ góp thêm một vài ý để cho em hoàn thiện mình thêm thôi. Thì cảm ơn em rất nhiều. Ngay bây giờ là điểm số của ban giám khảo dành cho Tống Hạo Nhiên. Xin được mời danh ca Thái Châu. 9,75. Xin được mời nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bà Tuyết. 10 điểm với hai chữ tuyệt vời đã dành cho Tống Hạo Nhiên. Xin được cảm ơn cô. Và xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Còn bây giờ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho Tống Hạo Nhiên. Thưa quý vị, điểm số của khán giả tại trường quay dành cho Tống Hạo Nhiên là 9,6 điểm. Xin được chúc mừng. Thưa quý vị, tiếp theo đây chúng ta cùng nhau đi ngược thời gian về gần 1.000 năm trước trong không gian của nước Đại Việt Triều Lý. Một triều đại thịnh trị với những chiến công vang dội bảo vệ tổ quốc. Và để có một vương triều vững mạnh, chúng ta rất cần những nhân tài hết lòng vì dân vì nước. Một trong số đó là người mà cả ngàn năm sau vẫn được kính trọng, đó chính là quan thái phó Tô Hiến Thành. Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Hình tượng Tô Hiến Thành không chỉ có chỗ đứng vững chắc trong sử sách, mà còn được đưa vào các tác phẩm văn học nghệ thuật. Và hôm nay xin được mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi một lớp diễn trong vở cải lương nổi tiếng Tô Hiến Thành Sử Án. Chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh Hà Linh. Dừng lại! Ai là thủ phạm? Kẻ nào chủ mưu? Kẻ trực tiếp bức tử Giang Hương là thái giám, còn kẻ chủ mưu là Đông Cung Thái Tử. Hả? Thất phụ Long Sưởng à? Dạ. Có thật như vậy không? Có thật như vậy không? Ta thật không ngờ. Cách đây 2 năm, Thái tử là một người siêng năng hiếu học, có tâm hồn sáng trong tươi đẹp, thông lễ nghĩa biết điều phải lẽ hay. Cho nên trước bệ rồng ta đã trình tâu, xin lập Long Sưởng làm Đông Cung, và còn mang lòng gả Huỳnh Mai. Nhưng tại sao thái tử bỗng dừng tánh tình đổi thay, chỉ trong một vài năm nay lại trở thành kẻ mất hết lương tâm? Thưa thúc phụ, hiện nay thái tử tửu đêm trà đỉnh suốt cả năm canh, cùng mà với bọn gian manh ức hiếp dân lành, chẳng kiên nể chi ai. Chưa lên ngôi mà thái tử đã còn như vậy. Một khi đã ngồi trên ngai vàng rồi,
thì nón sông Đại Việt này sẽ về đâu? Chưa đầy 300, kể từ ngày Trần lão tướng về dưới trướng của ta, báo cho ta biết sự nhũng nhiễu của một số quan lại dùng Hải Đông tham quyền cố vị. Vì bận an dân, ta chưa kịp đi thị sát để làm rõ trắng đen, và cũng chưa kịp trình với Thánh Thượng xin lệnh giải cung cho Giáng Hương. Thế mà chưa kịp tâu trình thì nay đã nghe tin Giáng Hương bị bất tử. Ta thật không ngờ trong nội cung lại ỷ thế cải quyền, ngoài mở quyền vô nhũng nhiễu nhân dân, cơ nghiệp của Lý Triều do công lao các bậc tiền nhân xây dựng, nay chẳng lẽ vì bọn quan quan ỷ thế lộng quyền và bọn quan lại tham quyền cố vị mà trở nên tan tác hay sao? Bẩm thái quý, tôi nghe được âm mưu của bọn chúng giết hại Giáng Hương là cho đoàn Hồng Loan. Nay mai đây tên thái giám đi lộ Hải Đông, trao cho Triệu Văn chiếc áo ngự hà của đoàn Hồng Loan. Thưa ngài, tôi nghi ngờ đoàn Hồng Loan là gián điệp Tống Bang. Hả? Gián điệp Tống Bang? Dạ. Như vậy thì giang sang của nhà Lý Huy mất. Ta đã nghi trước việc này, cho nên tấu trình của hoàng thượng xin lập ra các bạc dịch phường nhằm ngăn cản sự qua lại thông thương, và cùng với Quán Nghị đại phu Trầm Trung Tá xin khoan sức dân cùng trị bọn lỏng quyền. Người lương y phải biết đưa những liều thuốc đắng đó vào trong nội tạng bệnh nhân, như thế mới cứu được người, như thế mới là một lương y giỏi. Ngài nói đúng, đất nước ta hiện nay như cơn bệnh ngặt, đang chờ vị lương y đó. Nhưng họ đã tìm được chưa? Trong hoàng tộc bây giờ còn ai cao hơn Long Sưởng nữa? Với đức độ và tài năng của người lương y giỏi, không cần là người trong hoàng tộc, mà chỉ cần người đem tài ba ra chống dưỡng sáng hà, người đó chính là... Là ai? Là ngài! Là ta, thưa dân. Vì dân là vì xã tắc non sông, xin thúc phụ được tự nang. Đã đến lúc dân là cần đến một minh quân kế vị. Thái quý! Thôi! Các người đừng nói nữa, ta không muốn nghe dù chỉ một lần. Ta trở về dưới trướng này lầm rồi chăng? Về thiên đức, về trong lúc đất nước đang ngửa nghiêng, đang mong chờ một đấng binh quân xây dựng xã tắc, giữ vững cơ đồ. Với ý toàn dân, họ đang hướng về thuốc phủ. Thế mà thuốc phủ lại từ chối, hay là vì thời gian điểm tuyết pha sương, tuổi già sức kiệt, mong thân già hạ, hay là thuốc phủ ngại khi thẳng tay trừng trị bọn một đất sâu dân có liên can đến hoàng gia, hay là thúc phụ sợ rằng gãy đổ duyên tình của em con là quân chúa Quỳnh Mai cùng với lại đông cung thái tử, nợ nước tình nhà nghĩa cháu tình con đã làm cho thúc phụ trùng tay nhẹ dạ rồi sao? Hiến đức dạ. Tiếng trống à, các người có nghe không? Tiếng trống dồn dập, chắc là có nổ quan tình gì cho nên mấy con người giống trống kêu quan. Ok, chào Giám Nghị đại phu. Tôi vừa nghe tiếng trống đánh trước sân đơn. Xin chào thái quý. Mời ngài. Đây là Trần Trung lão tướng. Dạ, chào đại quan. Còn kia là hiền địa của ta, Tô Hiến Đức. Dạ. Có chuyện gì mà ngài quan lâm tại sao một cách vội vã, không báo trước để ta chậm trễ tiếp nghinh, và còn tiếng trống?
có chuyện gấp cho nên tôi mới vội vàng đến đây để phi báo. Trên thanh hoàng long thể bất an, mây trăng qua không thể lâm triều. Như thường nhật tôi vẫn vào để chào thánh chúa, nhưng ngày hôm nay vừa đến sảnh rồng thì tôi bỗng nhiên thấy một người phụ nữ quê mùa đang giống trống kêu oan, xưng là Lê Thủy, mẹ của cung nữ Giang Hương. Trời ơi, đang bị quân cấm vệ ngăn không cho giống trống. Hiền nội tôi, đó là hiền nội tôi, đại phu Thái Quy. Dạ, xin thúc phụ hãy tha tội cho cháu, vì nóng lòng chưa kịp nghỉ suy nên cháu đã trao bọc độc dược cho bá mẫu, lên đến triều đình giống trống kêu oan, vạch mặt chỉ tên kẻ bảo tàng, đã lập nhục Giáng Hương, khiến nàng đang mang quan thai 2 tháng, lại còn hành động giả mang sát nhân diệt khẩu. Trời ơi, Thái Quý ơi, lẽ nào cơ nghiệp của nhà Lý đến hồi suy thoái? Thái Quý định liệu lẽ nào nơi biên cương có loạn, ta nguyện sống thác sông pha dẹp loạn, nhưng nay nội cung có loạn thì ta không lẽ ngài đành bỏ gối khoanh tay, hay là vì thế lực của vương hoàng, hay là vì đông cung thái tử sắp lên ngôi kế vị, vì chiếc ghế quốc trưởng mà ngài quên cả muôn dân? Đại phu, xin lỗi vì tôi đã lỡ lời. Nếu đổi ngược lại là Trần Trung Tá này thì cũng không thể nào khác hơn. Thái Quý, Thái Quý ơi, trước Quý Vũ, anh hùng đành mạc dân. Chẳng lẽ âm tước thê nhi phong túc đã làm cho lòng ta nguội lạnh? Vì tuổi già sức yếu muốn an thân bỗng lộc mà quên đi nỗi khổ của dân lành. Phải chăng ta sợ quyền quý của hoàng tộc Lý triều, hay là tại vì hạnh phúc của con ta mà ta đành tay ngơ mắt lắm? Không, cơ nghiệp của Lý triều sẽ về tay long sưởng. Động thiếu nghĩ suy, ta sẽ làm cho nghiêng ngả cơ đồ. Như Tô Huyến Thành ta, nơi chiến địa từ giữa an bờ cõi chốn kinh thành, ta đem sức tài xây dựng cơ đồ. Giữa xa trường ta không sợ mũi dao lạc tên, thì việc quân pháp ta bất luận hoàn thân quốc thân. Bạn có thấy rằng cái nghệ thuật cải lương, nghệ thuật sân khấu dân tộc của chúng ta là giá trị tuyệt vời không? Dạ, dạ đúng như vậy cô. Khi con cầm cuốn kịch bản, con thoại thôi mà con đã thấy nổi da gà hết. Và trong lòng con lo lắm. Không phải là lo không đóng được, mà lo là mình không thể hiện được cái thần khí của những nhân vật ở trong tù này. Yeah. Và chúng ta thấy rằng cái trách nhiệm làm dân, làm công dân đó đối với lại cái nghề nghiệp sân khấu rất là cao quý, có phải không Hà Linh? Dạ, dạ đúng rồi cô. Cảm ơn bạn. Chú có cái sự chia sẻ với Hà Linh 2 điểm. Thứ nhất là về tuồng như thế này, những cái câu thoại là nó có âm gian nhấn nhá, lên xuống giọng, nó khó hơn kịch của bên con nhiều đúng không? Thành ra không phải để ý cái này.
những cái câu nào mà điểm nhấn nó còn phải sắc nét ra, và một một cái động tác, một cái thần thái của mỗi một lần di chuyển, mỗi một nhất cử nhất động là phải phải coi như thể hiện ra một cái uy quyền trong cái tuồng đó, mà mình nhất cử nhất động đều có ý đồ hết để cho khán giả thấy cái vị trí của mình đang là cái gì, một cái chức gì đó, một cái thân phận gì đó, là con thành công cái vai này. Cảm ơn con. Cái vở Tô Hiến Thành, dự án này ngày xưa tôi có xem và tôi cũng rất là thích. Tại vì những cái người nghệ sĩ tiền bối diễn quá quá hay, phải diễn quá xuất sắc. Thì tôi cũng có biết Hà Linh trước đây là cũng là một diễn viên hài cả gan mà vào một cái vai như thế này. Thật là cũng quá sức của mình đó. Và tôi cũng ghi nhận cái sự cố gắng của Hà Linh. Nhưng mà có một cái là em chưa có toát ra được cái thần thái của cái ông quan Tô Hiến Thành này. Với lại cái những cái đại từ. Đại từ thì gì, Hà Linh thì đại từ rất rõ, nhưng mà chưa có điểm nhấn. Bởi vì cái những cái vai này nó phát âm đó. Thì cái này nói đi góp ý cho những có dịp nào mà Hà Linh có thể đóng những vai này thì Hà Linh chú ý. Là gì, có cần thiết có những câu mình phải gào, có nội lực từ trong đi ra. Thì Hà Linh thiếu cái đó, nhưng mà cũng không trách. Bây giờ em chỉ là một diễn viên hài mà em đảm nhận một cái vai, dám hát những vai như thế này thì là cái sự cố gắng. Và tôi cũng ghi nhận cái sự cố gắng đó. Rồi, xin cảm ơn em. Ngay bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho Hà Linh. Xin được mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,75. Xin mời danh ca Thái Châu. 9,75. Và xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Còn bây giờ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho anh Hà Linh. Thưa quý vị, số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho thí sinh Hà Linh là 9,6. Xin được chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta vừa sống lại với không khí của triều đại nhà Lý thế kỷ thứ 11 và bánh xe lịch sử không ngừng quay sau triều đại nhà Lý đến triều đại nhà Trần, một triều đại ghi những mốc son chói lọi trong lịch sử đất nước ta. Nhưng có một giai đoạn lịch sử rất quan trọng đã được văn học nghệ thuật khai thác rất nhiều, đó chính là giai đoạn chuyển tiếp từ nhà Lý sang nhà Trần. Những nhân vật trong bước ngoặt lịch sử ấy, họ đã sống như thế nào? Đó chính là điều mà hậu thế luôn muốn biết. Và ngay sau đây, chúng ta có thể một phần nào thấy lại hình ảnh những nhân vật ấy trong trích đoạn từ vở cải lương Dấu Ấn Giao Thời. Mời tất cả quý vị hãy cùng gặp gỡ Huyền Trâm. Thả ta ra. Thả. Các người làm gì? Các người làm gì vậy? Bông ra. Trần Thủ Độ, trả hoàng bào lại cho ta, trả mũ Bình Thiên lại cho ta. Trần Thủ Độ, Thủ Đô, Thủ Đô. A Di Đà Phật, xin diện kiến Huệ Quang Đại Sư. Thiếp xin dâng an bệ hạ. Hoàng hậu của ta đó à? Mà không, giờ bà đã là hoàng thái hậu rồi. Bà vừa gọi ta là Huệ Quang Đại Sư lẫn Quý Lệ Huệ Tông Hoàng Đế. Trước đây ngài đã từng là Lý Huệ Tông Hoàng Đế, còn bây giờ ngài là Huệ Quang Đại Sư. Đời là dâu bể thế đó, không ai sẽ mãi là chính mình. Từ trước tới nay, bất kể người đời dị nghĩ bà ra sao, ta vẫn tin bà như tin một vị thánh. Vậy mà bà cũng chẳng qua chỉ là một con tắc kè đổi màu không hơn không kém. Trước đây bà đã là một cô gái dịu hiền nơi bến Lưu Gia. Hôm nay ta chỉ nhìn thấy bà là một người đàn bà dối trá. Hoàng thượng, thiếp xin người
đời. Lòng thiết còn trong mối ngổn ngang vì cánh đời mai đeo mang, hẹn chung cổ tuyền người buộc ta truyền ngôi cho Chiêu Thánh là để dựng lên tấm bình phong lý Chiêu Hoàng cho các người tóm thâu quyền lực. Tội cho con gái nhỏ của ta nào đâu hiểu tâm địa của người đời. Mà hôm nay bà đến đây hẳn là có việc. Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ nhờ thiếp đến nói với người rằng đêm nay vào giờ canh hai là giờ đại ưu, Huệ Quang đại sư nên qua ngay trong đêm nay là tốt nhất. Ra là vậy. Linh cữu của người sẽ được đưa ra cổng thành phía nam và hoàng tây phường Yên Hoa. Trời quang, chùa Trần Giáo đâu có gần cảnh thành phía nam. Tường thành sẽ được khoét để đưa linh cữu người ra cho kịp. Và người sẽ làm chuyện ấy một mình. Bà đến đây chỉ để mang cho ta cái tin tốt lành này sao? Không chỉ vậy, dù gì thiếp cũng từng là hoàng hậu của bệ hạ, không lẽ trước lúc chồng đi xa vợ không sửa soạn đôi lời tiễn biệt hay sao? Tình nghĩa quá. Nào, giờ bà hãy cho ta nghe đôi lời tiễn biệt của bà đi. Tình nghĩa
đại đêm. Nàng đã cho ta những tháng ngày đẹp, khi nhiều chinh rối ren lúc dần nước thêm nghèo. Những bề dấu là chuyện của trời, thời thế xoay dần đảo. Bệ hạ ơi, triệu lý tâm đời vua nối ngôi nhau trị vì thiên hạ. Định đô đất Thăng Long làm nên nghiệp cả cho người sáng nước Nam mồ côi quê hoàng. Tại sao các người cứ quyết lòng buộc ta đi vào chỗ chết? Bệ hạ hãy xem vật này. Quân! Chiếu cần dương, nhưng chiếu này bệ đâu... hạ đã có những kẻ nhân danh bệ hạ xúi dục chúng dân làm loạn, dẫn chúng nhẹ dạ cả tin sẽ biến cả kinh thành Thống Long qua lễ này trở thành biển ngầu máu đó, và để dẹp tắt cái lò lửa đang ngùn ngụt hận thù kia chỉ còn một cách: Lý Vệ Tông phải chết. Và nghĩ sao đây, từ một đứa kim hoàng thái hậu, thiếp sẽ trở thành phu nhân của điện tiền chỉ huy sứ họ Trần. Thuận Tiên và Chiêu Thanh cần một nơi nương tựa vững chắc phải không? Phải, vì chỉ có cách đó ba mẹ con thiếp mới có thể sống yên thân. Thiếp tin là Trần Thủ Độ sẽ thương yêu con của bệ hạ như con đẻ của mình. Những gì cần nói thiếp đã nói ra, chỉ mong hoàng thượng hiểu cục diện này là không thể khác. Chỉ mong ngài được thanh thản, thiếp sẽ ngày ngày cầu nguyện cho người được sớm mau siêu thoát. Giờ khắc cuối cùng này, ta muốn có người ở bên cạnh. Không một ai được chứng kiến thời khắc khốc hại này.
con đang... Thiếp! Thiếp không thể! Ta xin nàng... Thiếp không thể! Vậy thì... Nàng, hãy cùng ta ngâm lại bài thơ mà lần đầu chúng ta gặp nhau tại bên nước Lưu Gia. Lần sau cuối bướm đeo dưới già cây xúc động chưa? Còn chút xíu à. Còn chút xíu thôi à. À, hôm nay cảm giác của Huyền Trâm như thế nào? Em vào một cái vai chính kịch, nhất là một nhân vật lịch sử. Cảm giác nó lạ lắm. Mới đầu thì em cũng lo sợ lắm, tại vì mình cũng chưa từng được đóng những quá thân nhiều những cái vai mà khó khăn như thế này, mà trong khi đó lại là một nhân vật lịch sử. Ai chọn cho em cái vai này? Dạ con. Con nghĩ cái gì khi mà con chọn cái nhân vật này? Tại vì con nghĩ con thương. Thì mà con coi cái... Cô sẽ nói giùm cho con. Cái điều quan trọng là sân khấu của chúng mình đó, chúng ta cho khán giả ngày hôm nay nhìn thấy điều tốt đẹp cũng như là những bi kịch trong quá khứ. Cảm ơn con đã dựng cái tiết mục này hôm nay. Chuyện hôm qua, nhưng mà bây giờ vẫn mới tinh khôi. Và đó là những ẩn dụ tuyệt vời của nghệ thuật cải lương. Một lần nữa cô cảm ơn con và cảm ơn chương trình Sao Nói Ngôi. Cảm ơn quý vị khán giả. Tôi sợ cái cô này á, đóng vai mà hài hước á, hết tuần rồi cũng cười miết à. Rồi giờ đóng vai bi này hết sợ hết tuần rồi cũng khóc miết. Thì chú chỉ chia sẻ với con như thế này, tuy là con có nghề đó, thực chất con có nghề. Giọng hát rất là tốt, diễn xuất cũng tốt, phải cần có một người thầy. Cô chú thầy cô dẫn dắt con đưa vào một cái quỹ đạo. Mình là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, hài hước cũng phải chuyên nghiệp, bi chính diện cũng phải chuyên nghiệp. Thì cái chương trình Sao Nối Ngôi này đã tạo cho con thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Em thì em có một cái chất giọng rất tốt, rất tốt lắm. Cái hơi của em cao, trong, là đầy đủ tố chất của một người nghệ sĩ cải lương. Và chỉ có cái này góp ý nhỏ thôi là em nên phát âm rõ lời một chút. Và tôi thấy em là một người rất là nhạy cảm, mà điều đó rất là cần cho một người nghệ sĩ. Giống như tôi hồi xưa khi tôi đóng vai Lan thì tôi cũng khóc như em vậy đó. Khóc tới nỗi không có buông nhân vật ra được.
tới nỗi là đạo diễn phải biểu là phải ngừng chút xíu đi. Ngừng đi để cho cảm xúc nó lắng xuống rồi mới tiếp tục được. Thì tôi thấy em á, tố chất đó là của một người diễn viên mà rất là cần. Nhưng mà đôi khi mình cũng phải biết điều độ một chút xíu. Thì tôi chỉ nhận xét như thế. Riêng cái tiết mục này tôi thấy rất là dễ thương. Xin khen Quyền Trâm trong tiết mục này. Con vừa bước ra, cô thấy rằng con là bà Trần Thị Dung và chúc mừng con. Một lần nữa xin được cảm ơn những tình cảm của ban giám khảo dành cho chương trình Sao Nối Ngôi với chủ đề âm vang lịch sử, cũng như là dành cho tiết mục dự thi vừa rồi của Huyền Trâm. Và ngay bây giờ là điểm số của ban giám khảo dành cho Huyền Trâm. Xin mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 10 điểm. Xin mời danh ca Thái Châu. 10 điểm. 2 điểm vừa rồi quý vị ơi. Và xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Còn bây giờ là điểm số của giám khảo tại trường quay dành cho Huyền Trâm. Thưa quý vị, điểm số của khán giả tại trường quay dành cho Huyền Trâm là 9,7. Xin được chúc mừng. Hãy nhanh tay truy cập Zalo tìm kiếm Sao Nối Ngôi và bình chọn cho thí sinh mình yêu thích. Mỗi tuần chương trình sẽ có một giải thưởng 5 triệu đồng dành tặng khán giả may mắn. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta cùng đến với phần công bố kết quả. Thí sinh Triệu Lộc, tổng điểm 38,95. Thí sinh Hoàng Hải, tổng điểm 39,70. Thí sinh Tống Hạo Nhiên, tổng điểm 39,10. Thí sinh Hà Linh, tổng điểm 38,60. Thí sinh Phạm Huyền Trâm, tổng điểm 39,45. Và như vậy là giải thưởng nhất tuần đã thuộc về thí sinh Hoàng Hải. Xin được chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ sẽ tiến lên sân khấu trao giải thưởng nhất tuần cho thí sinh Hoàng Hải. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ và một lần nữa chúc mừng thí sinh Hoàng Hải đã được nhận giải nhất tuần. Và hôm nay chúng ta sẽ phải tạm chia tay với một thí sinh và chúng ta sẽ gặp lại thí sinh ấy ở vòng thi lội ngược dòng. Khi thí sinh có tổng điểm 4 đêm thi 6, 7, 8, 9, thấp hơn các thí sinh còn lại. Và ngay bây giờ là tổng điểm của 4 đêm thi. Như vậy là chúng ta sẽ phải tạm chia tay với Tống Hạo Nhiên. Và chúng ta sẽ gặp lại Tống Hạo Nhiên ở vòng thi lội ngược dòng. Và hy vọng là Tống Hạo Nhiên của chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian chuẩn bị tiết mục chu đáo hơn, xuất sắc hơn và hấp dẫn hơn để chúng ta cùng tranh tài ở những vòng còn lại. Thưa quý vị, như vậy là đã khép lại đêm thi thứ 9. Hẹn gặp lại quý vị vào đêm thi thứ 10. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến các Sao Nối Ngôi chia sẻ những tình cảm về những người nghệ sĩ với nhau trong chủ đề tình nghệ sĩ. Chương trình Sao Nối Ngôi do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Jet Studio thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xin được cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Một đêm thi tràn ngập cảm xúc với những câu chuyện vô cùng xúc động về sự kế thừa của các thế hệ nghệ sĩ. Trong đêm thi thứ 10, các thí sinh Sao Nối Ngôi sẽ đưa trở lại sân khấu những nghệ sĩ danh tiếng một thời trong những tiết mục thấm đẫm tình nghệ sĩ. Khi cần thiết, tất cả đều đến với con. Cái sự kế thừa của em, em đã tiếp tục để nơi suối vàng mẹ có thể mỉm cười. Sao Nối Ngôi tình nghệ sĩ được phát sóng lúc 21 giờ thứ năm ngày 2 tháng 8 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12 giờ thứ sáu ngày 3 tháng 8 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 2. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV, LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store.
Khán giả tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV Cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV Cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.